nhiều cá nhân có năng khiếu trong thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội đã vẽ tranh, sáng tác nhạc hoặc cover các vũ điệu vui tươi rồi chia sẻ lên mạng xã hội nhằm tri ân các lực lượng tuyến đầu và lan tỏa đến mọi người tinh thần lạc quan, tích cực. Anh Khu Tấn Bủ ở quận Ninh Kiều, nổi tiếng với sản phẩm tranh gạo được xếp hạng ô cốp 4 sao của thành phố Cần Thơ, đã cùng với hai người em họ vẽ gần 30 bức tranh màu nước sinh động và một bức tranh gạo đặc biệt có chủ đề Vì Cần Thơ Yên Bình. Không chỉ thể hiện niềm tin sớm đẩy lùi dịch bệnh, mà trong từng bức tranh còn chứa đựng những câu chuyện chân thực xúc động về tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân Cần Thơ. Hình ảnh các y bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện viên kiên cường nơi tuyến đầu. Qua đó kêu gọi mọi người hãy ở nhà và nói không với việc đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật về dịch bệnh. Để các bức tranh sinh động hơn, anh Vũ đã sáng tạo thành các video clip, lồng ghép các bài nhạc vui tươi sôi nổi rồi chia sẻ trên trang cá nhân, góp phần lan tỏa tinh thần đồng lòng chống dịch.